Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ninh Bình chủ động sản xuất giống thủy sản mặn lợ phục vụ nhu cầu trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên gắp thành công dị vật là đồng xu trong họng của một trẻ nhỏ. Bắc Ninh tổ chức lễ hội trăng tằm 2018 với chủ đề Vầng trăng mơ ước. Hải Dương phát hiện một số cơ sở sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nam Định có trên 4.200 xe đạp điện, xe máy điện đăng ký mới trong tháng 8 năm 2018. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. 9 tháng đầu năm nay, đa số các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Sa Bình, tỉnh Bắc Ninh đều cố gắng khắc phục khó khăn để giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp, huyện cũng đã thực hiện nhiều biện pháp ưu tiên khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh như may gia công cơ khí nhỏ, phục vụ sản xuất, phát triển và duy trì các làng nghề truyền thống, đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ công tác đào tạo, nhân cấy, phát triển nghề mới. Huyện còn hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, phát triển hoạt động tư vấn cung cấp thông tin, hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các cụm điểm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, hạ tầng làng nghề, nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực hiện công tác khuyến công. Nhờ đó hoạt động sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trong 9 tháng đầu năm ước đạt 3.569,8 triệu đồng, bằng 106,2% so với cùng kỳ. Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định hiện có 64 doanh nghiệp đang đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh các ngành nghề may công nghiệp, cơ khí, sản xuất bao bì, phụ tùng máy nông nghiệp, thu hút trên 3.000 lao động làm việc với mức thu nhập bình quân từ 4 triệu đồng một người một tháng. Để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp An Xá thường xuyên bám sát tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ, các chính sách ưu đãi của tỉnh và thành phố Nam Định. Các doanh nghiệp trong Cụm Công nghiệp An Xá cũng nỗ lực đầu tư, cải tiến trang thiết bị, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian tới, các cơ quan chức năng và Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp An Xá cần tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp trong cụm tận dụng cơ hội phát triển, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, công nghiệp của thành phố và của tỉnh. Với lợi thế, có nhiều doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ nhu cầu sửa chữa xe ô tô. Toàn xã có hơn 50 hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp liên quan đến sửa chữa ô tô, tập trung chủ yếu ở thôn Đạo Khê và thôn Hạ. Trong đó, nghề đóng thùng bê ô tô có 20 xưởng, sản xuất kết nước và các sản phẩm từ inox có 10 xưởng, sửa chữa ô tô có 10 xưởng. Bình quân mỗi cơ sở tạo việc làm từ 5 đến 10 lao động với mức thu nhập từ 250 đến 400 nghìn đồng một ngày tùy theo tay nghề. Vụ mùa năm nay, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương gieo cấy 4.200 ha lúa. Để nâng cao giá trị sản xuất của cây lúa trên cùng một diện tích, huyện Cẩm Giàng đã xây dựng trên 100 vùng sản xuất lúa hàng hóa cao sản, tập trung chuyên cấy giống lúa DQ11. Trong số 100 vùng có 3 vùng sản xuất lúa tập trung có quy mô trên 30 ha theo quy mô của tỉnh, khoảng 100 ha cùng sản xuất lúa theo quy mô của huyện, mỗi vùng 10 ha trở lên, tập trung ở các xã Ngọc Liên, Cẩm Hưng, Cẩm Định, Thạch Lỗi, Tân Trường. Vùng sản xuất lúa tập trung được huyện hỗ trợ giống và các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phối hợp với doanh nghiệp thu mua sản phẩm. Hiện nay bà con nông dân huyện Cẩm Giàng đang tập trung chăm sóc lúa mùa giai đoạn chỗ bông, làm hạt và trồng cây vụ đông sớm. Để khắc phục tình trạng phải nhập con giống ở các tỉnh ngoài, nhiều ngư dân trong tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu quy trình kỹ thuật để sản xuất và ươm giống thủy sản, nước mặn lợ. Đến nay không chỉ chủ động được số lượng mà Ninh Bình còn là nơi cung cấp nguồn giống chất lượng cho các tỉnh lân cận. Ngành nông nghiệp Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và khuyến khích người dân sản xuất các đối tượng giống thủy sản nước mặn lợ, chú trọng các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm sú, tôm thẻ, cua biển, ngao và hàu. Toàn tỉnh hiện có 68 cơ sở hộ gia đình sản xuất giống thủy sản nước mặn và nước lợ, trong đó có 10 cơ sở sản xuất hàu giống, ứng dụng công nghệ cao. Từ đầu năm đến nay đã cung ứng ra thị trường hàng chục tỷ con giống các loại, tổng giá trị đạt trên 40 tỷ đồng.
Thành công từ các mô hình sản xuất giống là tín hiệu vui đối với ngành thủy sản, tạo động lực để kinh tế biển phát triển bền vững. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và tiến hành gắp dị vật trong họng của một bệnh nhi. Các bác sĩ đã gắp ra một đồng xu có đường kính khoảng 2,5cm nằm trong thực quản của trẻ. Bệnh nhi 7 tuổi quê ở xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ nhập viện trong tình trạng đau họng, sợ hãi và không dám quay cổ do trong quá trình cầm chơi một đồng xu sau đó cho vào miệng ngậm và vô tình nuốt phải, bị vướng vào ống thực quản. Bệnh nhân được gây mê để các bác sĩ tiến hành gắp dị vật thành công. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, chỉ tính riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 36 ca mắc dị vật đường tiêu hóa, 28 ca mắc dị vật mũi và 15 ca mắc dị vật tai. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thi tay nghề chuyên môn cho bác sĩ dược sĩ năm 2018. Hội thi gồm hai phần, thi lý thuyết trắc nghiệm và phần thi thực hành chạy trạm. Ở phần thi lý thuyết trắc nghiệm, 57 bác sĩ dược sĩ có thời gian công tác dưới 5 năm tại bệnh viện sẽ bốc thăm chọn cho mình một bộ đề trong tổng số 5 bộ đề nội dung thi, bao gồm luật bảo hiểm y tế, luật khám chữa bệnh, luật dược, quy chế chuyên môn, cấp cứu ban đầu, quy tắc giao tiếp ứng xử, quy chế dược lâm sàng. Kết thúc phần thi lý thuyết, các thí sinh sẽ chuyển sang thi thực hành chạy trạm. Trong bài thi này, các thí sinh sẽ trải qua 3 trạm, mỗi trạm thi là 10 phút. Với các phần như sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện, xử lý cấp cứu ngừng tuần hoàn, thi vấn đáp kiến thức về luật bảo hiểm y tế, luật khám chữa bệnh, quy chế chuyên môn, quy tắc giao tiếp ứng xử. Kết thúc hội thi, 100% các thí sinh tham gia đều đạt xếp loại khá. Đây là hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành chuyên môn nghiệp vụ cho bác sĩ, dược sĩ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nam Định có hơn 100 cơ sở khám chữa bệnh đông y, trong đó có 10 phòng chẩn trị do Hội Đông y tỉnh quản lý. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và làm tốt công tác từ thiện. Trong thời gian qua, các cơ sở đông y trên địa bàn tỉnh đã chú trọng tuyên truyền tới các hội viên nỗ lực phấn đấu, rèn đức, luyện tài, nâng cao y thuật. Nêu cao y đức, y thuật, y lý của người thầy thuốc đông y, chữa bệnh, cứu người làm gốc. Những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như điện châm cứu, bấm huyệt được ứng dụng rộng rãi. Hàng năm, các cơ sở đông y trên địa bàn tỉnh đã khám chẩn trị cho gần 800.000 lượt người. Riêng 10 cơ sở chẩn trị do các cơ sở đông y huyện và thành phố quản lý đã khám và điều trị cho hơn 200.000 lượt người. Các phòng chẩn trị cũng được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh như máy châm cứu, tủ đựng thuốc, thùng đựng dược liệu. Thời gian tới, các cơ sở đông y trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố mạng lưới tổ chức, lồng ghép hoạt động giữa cơ sở đông y và trạm y tế các xã thị trấn để kết hợp khám chữa bệnh bằng đông y và tây y. Phát triển phong trào trồng cây dược liệu tại các địa phương, đặc biệt là trồng các loại dược liệu quý để có đủ nguồn dược liệu phục vụ chữa bệnh cho nhân dân. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại Sa Phạm vừa tổ chức bàn giao nhà cho gia đình ông Phạm Văn Công ở thôn Sa Lung, xã Yên Từ, huyện Yên Mô. Gia đình ông Phạm Văn Công, bà Nguyễn Thị Thận là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuổi đã cao, luôn đau yếu bệnh tật, lại đang nuôi con trai bị bệnh thần kinh, không có khả năng lao động. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã kêu gọi các doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ xây nhà mới cho gia đình. Sau gần 2 tháng khởi công, căn nhà cấp 4 có diện tích 50m² đã được xây dựng kiên cố với kinh phí hơn 90 triệu đồng. Trong đó, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Thương mại Gia Phạm ủng hộ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại huy động từ gia đình, anh em, họ hàng giúp đỡ. Được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam vừa tổ chức trao tặng bàn ghế, thiết bị dạy học cho trường tiểu học Hợp Lý và trường mầm non xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân. Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam đã trao 40 bộ bàn ghế, hệ thống mành rèm cho trường tiểu học Hợp Lý, trao 315 ghế, 30 chiếc bàn, một tủ nấu cơm và 5 triệu tiền mặt cho trường mầm non Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Toàn bộ các phần quà là tấm lòng hảo tâm của Đại Đức Thích Minh Thông, trụ trì chùa Phúc Thủy, xã Hợp Lý, với mục đích tăng cường cơ sở vật chất, giảm bớt sự đóng góp cho cha mẹ học sinh tại các đơn vị còn khó khăn trên địa bàn huyện Lý Nhân.
Đây cũng là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực của Hội Khuyến học tỉnh vào dịp đầu năm học, giúp các thầy cô giáo và các em học sinh có thêm điều kiện, trang thiết bị phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập hàng ngày, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm đối với công tác khuyến học khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội đều nóng lên câu chuyện về tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục. Sự việc này xuất phát từ clip của một phụ huynh học sinh phẫn nộ khi trẻ nhìn vào các ô vuông, tròn, có thể đọc được thơ nhưng nhìn vào chữ thì không thể đọc được. Tuy nhiên trên thực tế, đây mới chỉ là bài học đầu tiên của công nghệ giáo dục. Vậy cách học này có ý nghĩa gì và tại sao công trình giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại lại dạy cách tiếp cận tiếng Việt hoàn toàn khác so với sách giáo khoa thông thường? Cô giáo Đỗ Thúy Ngà, trường tiểu học Vũ Phúc, thành phố Thái Bình đã có 4 năm kinh nghiệm dạy theo chương trình công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Ở tài liệu này hướng dẫn dạy tiếng trước khi dạy chữ. Điều này thuận với tự nhiên là trẻ biết nói trước khi biết chữ. Đây là khác biệt căn bản với sách giáo khoa thông thường. Việc đọc thơ theo ô vuông, tam giác là bài đầu tiên của học sinh lớp 1. Đây chỉ là cách dạy giúp trẻ có thể hiểu được trong một câu nói, câu thơ hàng ngày sẽ gồm những tiếng gì, tiếp đó mới biết thế nào là âm, là vần, rồi học viết chữ như bình thường. Mục đích chính của tác giả của cái bài này, học này, để các con định hình được cái tiếng mà khi mà mình nói ra. Khi các con bắt đầu bước vào học lớp 1 thì các con chưa biết tiếng là gì, chưa biết từ là gì. Thì khi các con nói ra một tiếng thì các con có thể chỉ vào một hình tròn hoặc một cái ô vuông hoặc là bất kỳ một cái nút chai hoặc cái gì đấy thay thế cho các con. Thì đấy chỉ là mô hình vật thay thế thôi ạ. Cũng không phải từ hình vuông đấy, từ cái ô vuông, ô tròn mà các con đọc được cả một bài thơ. Còn đây là cách đánh vần mới theo sách tiếng Việt công nghệ. Bạn biết nào? Hãy so sánh hai cách dạy. Nếu như cách dạy truyền thống thì trước hết trẻ sẽ học mặt chữ đờ và a, sau đó mới học ghép chữ và thành âm đờ a đa. Đây là phương pháp dạy ký hiệu. Còn theo cách của công nghệ giáo dục, trẻ em trước hết sẽ học phân tích âm. Nghĩa là khi nghe từ đa, trẻ sẽ tự biết cách tách ra thành hai âm, âm đờ và âm a, sau đó mới học mặt chữ tương ứng và luật chính tả. Đây là phương pháp dạy theo tư duy khoa học và tự khám phá, cũng chính là cách mà Tri Quốc ngữ đã được phát minh. Cho đến nay, đã có 8.000 trường tiểu học ở 48 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thái Bình, triển khai dạy theo sách công nghệ giáo dục. Trước làn sóng của dư luận, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sách tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Việt lớp 1. Còn tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo luật giáo dục sửa đổi, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt. Cái việc tranh luận vừa qua về tài liệu học tập thì Bộ Giáo dục đã có ý kiến chính thức. Đấy chỉ là một phương pháp dạy học tiếng Việt và chủ yếu là phát âm cho trẻ mới bắt đầu đi học, chứ không phải đổi mới tiếng Việt. Thì tôi xin nói là chúng ta, chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt, ít nhất là trong giai đoạn một số năm tới đây là chưa có. Mới đây tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh đoàn, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Trăng Rằm 2018 với chủ đề Vầng Trăng Ước Mơ cho thiếu nhi toàn tỉnh. Với chủ đề Vầng Trăng Ước Mơ, Lễ hội Trăng Rằm 2018 là món quà đặc biệt cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu với nhiều nội dung phong phú, đặc sắc như sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội, các tiết mục múa lân, văn nghệ, rước đèn ông sao, nhảy hip hop, khiêu vũ thể thao, ảo thuật. Đã mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội vui tươi, bổ ích và lý thú, tạo không khí sôi nổi, ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tại đêm hội, ban tổ chức trao tặng 80 suất quà cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập. Đây là động lực giúp các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, biết yêu thương, chia sẻ, lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Chương trình Lễ hội Trăng Rằm là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực được tổ chức mỗi dịp Tết Trung Thu nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, động viên khích lệ các em trong học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là thiếu nhi của quê hương phong trào nghỉ việc tốt, đồng thời khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của Đảng, quê hương, giáo dục tinh thần tương thân tương ái, huy động sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Sau nhiều năm tổ chức,
chương trình đã trở thành hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và thiếu niên nhi đồng, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội. Năm 2018, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tiến hành trùng tu 3 di tích lịch sử trên địa bàn. Các di tích được tôn tạo gồm Di tích Quốc gia Đình Ninh Xá, xã Lê Ninh, Di tích Quốc gia Đình Châu Bộ, xã Hiệp Hòa và Di tích cấp tỉnh Đình Xạ Sơn, xã Quang Trung. Quy mô các dự án thay thế bổ sung phần mái ngói đã bị hư hỏng, hệ thống dầm, cột được nối vá và sơn hoàn thiện, bổ sung tu bổ các chi tiết trang trí. Dự kiến tổng mức đầu tư cho 3 dự án cải tạo, nâng cấp này gần 1,6 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách địa phương, huyện cũng đã vận động xã hội hóa trên 4 tỷ đồng, trùng tu tôn tạo 2 di tích lịch sử cấp tỉnh là chùa Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn và chùa Bằng Hà, xã Hiến Thành. Trong đó, chùa Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn cơ bản hoàn thiện, chùa Bằng Hà, xã Hiến Thành đang được thi công phần móng. Vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy kết cấu thép phụ tùng ô tô của công ty cổ phần cơ khí 120 thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, đóng trên địa bàn xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, mọi người phát hiện ngọn lửa cùng mùi khét phát ra từ kho chứa vật liệu nhựa của nhà máy nói trên. Do bên trong chứa nguyên vật liệu là nhựa cứng, dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan nhanh. Khói đen bốc ngùn ngột cao hàng chục mét, toàn bộ khu nhà kho rộng khoảng gần 500m2 bên trong bị thiêu rụi. Được biết đây là nhà kho được làm tạm bợ do một đơn vị khác thuê lại để sản xuất vật liệu nhựa cứng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Hưng Yên đã huy động 10 xe cứu hỏa từ Hưng Yên và Hà Nội đến ứng cứu. Sau 2 giờ dập lửa, khoanh vùng, không để lan ra xung quanh, đám cháy đã được khống chế. Rất may thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc nên không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hàng năm vào dịp Tết Trung Thu đều xuất hiện tình trạng sản xuất và tiêu thụ các loại bánh vi phạm về nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng không rõ ràng, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thời gian này, lực lượng chức năng Hải Dương đang tăng cường kiểm tra, bước đầu đã phát hiện một số cơ sở sản xuất vi phạm. Trước đó, từ ngày 15 tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra một số cơ sở sản xuất gia công bánh trung thu tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, nhiều cơ sở mặc dù chưa được công bố chất lượng nhưng đã sản xuất và bán sản phẩm ra thị trường, vi phạm quy định về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất và khu vực sản xuất không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Điển hình tại cơ sở sản xuất bánh Tít Mít ở địa chỉ số 59 đường Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, do ông Đặng Đức Quang làm chủ, trên nhãn mác hàng hóa không ghi đầy đủ thành phần sản phẩm, không ghi hạn sử dụng. Để đảm bảo sức khỏe, quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như cho nhân dân, chúng tôi khuyến cáo mọi người khi mua hay là đặt mua các loại bánh trung thu thì cần lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất là cần phải kiểm tra kỹ về nguồn gốc xuất xứ các loại bánh. Thứ hai là cần kiểm tra kỹ về ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như một số thông tin chính về cái thành phần của các loại bánh. Thứ ba và đặc biệt là chúng ta không được mua và sử dụng các loại bánh mà không có chữ tiếng Việt hay là phụ đề tiếng Việt hay các loại bánh mà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang đê điều để làm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của nhiều hạng mục công trình phòng chống lụt bão. Không chỉ lợi dụng hành lang an toàn đê điều để làm bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, tình trạng hàng ngàn lượt phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng đang từng ngày từng giờ cày xéo mặt đê ở nhiều địa phương. Riêng trên địa bàn thành phố Thái Bình, hiện có trên 40 bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng tập trung ở ven đê sông Trà Lý, thuộc các xã Vũ Lạc, Vũ Đông và các phường Trần Lãm, Tiền Phong, Bồ Xuyên, Hoàng Diệu. Mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí vào dịp cao điểm có hàng ngàn lượt phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng đi qua. Tình trạng này khiến nhiều đoạn mặt đê, mặc dù mới được nâng cấp đã bị cày nát, vỡ vụn. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có các công văn yêu cầu các huyện, thành phố về việc ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải trọng đi trên đê và giải tỏa các bến bãi vật liệu xây dựng vi phạm hành lang đê điều, song đến nay việc xử lý vẫn chưa thực sự hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.